Milo dầm mà không có ra đường mua được thì bây giờ phải làm sao ta? Thì phải tự làm ở nhà chứ sao nữa. Hôm bữa lướt lướt Shopee á, cái thấy bên bếp chè Thái này nè, người ta bán nguyên một cái set nguyên liệu làm món Milo dầm luôn. Bên trong sẽ có tất tần tật các loại nguyên liệu để cho chúng ta hoàn thành cái món này. Bên trong sẽ có trân châu trắng, trân châu đen, bột làm pudding, bột cacao, bột Milo và hướng dẫn công thức. Một khi mà đã có cái tờ hướng dẫn công thức này rồi á thì dụng về cỡ nào cũng sẽ hoàn thành được cái món này hết trơn á. Đầu tiên mình sẽ trộn bột pudding với lại 70 gram đường cát, sau đó khuấy đều cho thành một cái hỗn hợp. Rồi mình bắt khoảng 500 cho tới 700 ml nước để nó sôi, sau đó tắt bếp nha, rồi đổ cái hỗn hợp bột pudding với đường vào khuấy đều, sau đó bật lửa lên nấu tiếp thêm 5 phút nữa. Sau khi cái nồi pudding đã sôi được 5 phút thì bây giờ mình tắt bếp và đổ ra khuôn thôi mọi người ơi. Về cái set nguyên liệu làm Milo dầm của bếp chè Thái và những cái khuôn silicone mà Mẫn đang sử dụng này, các bạn nào muốn mua có thể bấm vào link bio ở trên tường TikTok của Mẫn để mua nghe. Trời ơi, ta nói ai mà khéo tay thì đổ vô khuôn nó gọn ghẻ, còn tôi á đổ vô khuôn nó chảy tùm lum bày hầy, trộn hai màu lại với nhau tùm lum hết trơn. Và bây giờ tới bước mình sẽ nấu trân châu. Bạn nào á mà muốn dùng riêng trân châu trắng với trân châu đen có thể nấu riêng, còn cái này á Mẫn trộn chung luôn, Mẫn nấu chung luôn. Khi mà trân châu sôi nó nổi lên bền lên mặt nước như vậy, mình tắt bếp ủ thêm 15 phút nữa, sau đó thì vớt ra nước lạnh, xả qua nước lạnh nhiều lần, sau đó mình sẽ cho vào đường cát cho có thêm vị ngọt. Bước cuối cùng bây giờ mình sẽ làm sốt cacao đặc nha, cho hết bột cacao vào, thêm một bịch sữa tươi không đường và 300ml sữa đặc nữa, khuấy đều thiệt là đều, sau đó bắt lên bếp nấu cho tới khi nào cái hỗn hợp nó sệt là như vậy là thành công rồi đó. Xong xuôi hết nguyên liệu rồi, bây giờ pudding nó cũng đã đông, mình sẽ lấy pudding ra khỏi khuôn. Trời ơi, nhìn mấy miếng pudding nó núng nà núng nính thấy thương. Bây giờ chỉ việc lấy một tô nước đá đập ra, chan cái sốt cacao đặc vào rồi rắc bột Milo lên, để trân châu lên, rồi sau đó là để pudding lên. Thon thon. Thành phẩm đi rồi cả nhà ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tô Milo dầm siêu ngon, siêu chất lượng, made by Mẫn. Pudding mềm mềm, ngọt ngọt, béo béo và cực kỳ thơm. Cái sốt cacao đặc á thì ngọt ngào thơm béo, ăn cùng với cái trân châu dai dai nè, đã vậy còn có thêm bột Milo nữa. Ta nói kết hợp với nhau cực kỳ hoàn hảo luôn á. Mùa hè nóng bức mà ngồi ở nhà ăn cái này ta nói nó sướng gì đâu, vừa mát lạnh vừa thơm ngon. Dạo này mẹ Mẫn đảm đang cái anh Coca anh được hưởng ké luôn mọi người ơi. Anh ghiền cái cục pudding này dữ lắm, một mình Coca mà ăn 3-4 cục luôn.